Trong video này thì em đang kết hợp với một chiếc loa siêu trầm phiên bản S1800 vừa mới cập bến của Lorem Audio, và hiện tại thì em mới đăng 1-2 video để giới thiệu cũng như là review chi tiết cho các bác rồi. Thì nếu như các bác quan tâm thì hãy nhấc máy và gọi điện cho Lorem Audio, hoặc có thể vào kênh của Lorem Audio để xem cái video hướng dẫn chi tiết, review chi tiết về sản phẩm này. S1800 là phiên bản loa siêu trầm Bass 40, được thiết kế rất là độc đáo, cực kỳ hầm hố, trông chắc chắn. Và đây là phiên bản chúng ta có thể sử dụng trong những khoảng không gian lớn, với mức công suất mắc có thể lên tới 1000W. Và trong cái phiên bản này thì nhà sản xuất đã đưa ra cho chúng ta được một cái ngoại hình nó cũng khá là chắc chắn, liền lạc. Thì đối với những cái mẫu siêu trầm Bass 40 lần trước thì bên em đã đưa ra là cái lỗ thông hơi của nó thì nó lại nằm ở ngoài, và cũng đã có những các bác phản ánh là sợ cái tình trạng là bị côn trùng hay là chuột bọ nó chui vào. Thì trong phiên bản này thì nếu như các bác còn lăn tăn về điều đấy thì S1800 nó sẽ giải tỏa cho các bác cái nỗi lo đấy. Và liên tục những cái lô hàng mới, những cái sản phẩm mới bên em được nhập về bởi hãng WeWork, thì đối với loa siêu trầm thì trong cái phiên bản này chúng ta đã được một mẫu loa siêu trầm cực kỳ đẹp, thiết kế sang trọng, bắt mắt. Bảng mạch đằng sau được sơn màu vàng, cắt CNC, những cái đường thoát hơi, thoát khí, và có cả quạt thông gió nằm ở bên trong nha các bác. Phiên bản này thì cho ta công suất là 1000W, chơi tốt trong những khoảng không gian 70-80m², có thể mang ra ngoài làm những cái sự kiện, hoặc là nhà chúng ta có tổ chức những cái bữa tiệc ngoài trời thì chúng ta có thể mang một bộ này, mang chiếc loa trầm, mang một bộ loa ra, và chúng ta sẽ có được những cái bản nhạc ưng ý. Đối với WeWork S1800 thì
nó ngoài cái sự mạnh mẽ ra thì chúng ta cũng có thể thấy được những cái đường nét nó được thiết kế, đặc biệt là cái tấm cái căn này trông rất là đẹp và tỉ mỉ. Chính giữa là thương hiệu, tem thương hiệu, logo của WeWork. Và đối với phiên bản này thì bên em đang đưa ra thị trường với mức giá là 5.500.000 đồng. Nếu như chúng ta có đang có ý định hoặc là cần tìm hiểu thêm về những cái dòng loa siêu trầm mắt 40 thì đây là một trong những cái sản phẩm rất đáng lưu ý. Nếu như các bác quan tâm thì hãy nhấc máy và gọi điện cho hai số điện thoại hotline em để phía dưới màn hình, hoặc có thể qua trực tiếp showroom của bên em 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, nghe thử, test thử cũng như là cảm nhận những cái chất âm, những cái tín hiệu và độ mạnh mẽ của một loa siêu trầm F1800. Vâng, sau đây thì em xin phép được khép lại video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau.